Hello các bạn. Bạn biết không? Ông thống đốc Cali á, ông hôm qua ông ra tin á, tất cả tiệm phải đóng cửa, kể cả tiệm tóc, tiệm tiệm nail, mo. Còn gì nữa không? Những cái gì mà indoor đó, tức là làm hoạt động bên trong á, thì đều phải đóng cửa hết, không được mở cửa. Hôm qua ông ra lệnh rồi. Thì những người mà làm nail á bây giờ được nghỉ tiếp, những người làm tóc được nghỉ tiếp. Không biết cái tình trạng này xảy ra như vậy sao mốt sống nữa. Trời ơi, định tới đây lấy mấy cái lon mà thấy ông kia ông xách mấy cái bịch te đi trước rồi, vậy là mình hụt hết chiến rồi. Thờ buổi này lụm lon á cũng có cạnh tranh nữa. Bây giờ này trễ quá rồi, không biết có cái gì để mình lấy không nữa. Đeo bao tay, đeo mắt kiến rồi vô đi lụm lon cho nó sang tí. Bạn biết không, giờ không biết làm sao đây. Còn cái tiền mà lãnh 600 đồng tuần của liên bang đó, cuối tháng này 25 tây là nó cắt rồi. Giờ tình hình đó, không biết nó có dài hạn cho tới tháng 1 được hay không nữa nè. Đang chờ ông Trump, đang chờ bên Trump với lại bên thượng viện với ông Trump chấp nhận để mà cho tiền 600 đồng tuần đó các bạn, cho tới ngày tháng 1 ngày 2021. Nhưng mà bây giờ thì chưa thấy gì hết, chắc có lẽ tuần sau sẽ biết kết quả thôi. Thì kết quả dù sao đi nữa, bây giờ xuống đây á, cái mình đi lụm lon trước. Bây giờ các bạn đi theo em nha. Các bạn thấy ai mà đi lụm lon mà sang giống như em á, đeo mắt kiến vô nhìn cho nó dễ một chút. Các bạn biết á, cái mà cái nghề da chai ở Mỹ đó là mình hay tới những cái thùng rác mà mình lụm đây. Đó, cái thùng rác như thế này thì mình tới trong đây á, họ hay dùng những cái chai. Coi coi mình tới trễ không biết mình có không nha. Đây, không có. Các bạn thấy không? Tới trễ giờ này đó, bị sập hết rồi, đang nổi hết rồi, thấy không? Tới trễ cái giờ này đó là không bao giờ mà có đâu. Tại sao? Cái nghề này á, ở đây rất là nhiều người làm cái nghề này. Công nhận cái con mà Covid này đó, các bạn biết không? Nó độc ác lắm. Cái Cali này đó, bây giờ nó đứng trên á hả, 345.000 người, đã trên 345.000 người rồi. Cho nên á, ông thống đốc hôm qua ông ra lệnh đóng hết, đóng hết. Người ta mới mở cửa làm nail lại được có 2-3 tuần thôi, giờ đóng tiếp. Không biết cái này đóng tới chừng nào nữa. Đó. Đi lụm chai cái giờ này là thấy là không xong rồi. Không biết chỗ nào còn chai để mà mình lụm nữa không đây. Khổ ghê vô. Đó. Cái con Covid này á, phải nói là nó ác với mọi người lắm, các bạn biết không? Cả nước Mỹ bây giờ đó đã là bao nhiêu? Trên 3,5 triệu người bị nhiễm rồi. Đó, thấy không? Thấy cái bà mễ đằng kia không? Có sách bao đi vòng vòng kìa. Làm sao tới khuyên mình lấy được mấy cái lon đây? Trời ơi. Cái kiểu này thua rồi. Lon kiếm không có. Bây giờ sao đây? À, thấy không? Các bạn thấy không? Tới lục phòng rác đó, chả còn cái gì hết, toàn là lon bô bà không à. Đó, thấy không? Còn này nữa nè. Đó, bị lấy sạch hết rồi. Thấy khổ sở dễ sợ chưa? Đi cái giờ này á là bảo đảm không còn cái gì hết. Để xem thử coi còn chỗ nào nữa. Em nghĩ á, ở đây không còn chỗ nào mà để mà mình lấy chai đâu. Ở đây á, con bộ người ta không sợ bị nhiễm hay sao á. Thấy ai ra đây cũng không đeo khẩu trang. Thiệt là khổ ghê á.
Bây giờ đi đâu để mà lấy lon đây ta? Mình tới trễ quá. Trời ơi, bên kia lại có một thằng cha mẹ nữa đi lượm lon tiếp. Cái thời buổi này làm gì cũng khó khăn hết, thiệt là mệt dễ sợ. Giờ muốn về quê chăn vịt cũng không được. Không lẽ mình đứng đây hoài ta? Nhìn sơ sơ không á là có tới 3-4 người đi lượm chai rồi, chắc không tới phiên mình đâu. Thiệt đó nha, bây giờ cái nghề gì cũng cạnh tranh hết. Không biết khi bây giờ đó khi nào mà mới hết cái nạn này nữa. Bây giờ đói quá rồi, đang chờ ông Trâm ký cái mà 1,200 đó các bạn. Ông hứa ông cho đó mà không biết ông có ký không nữa. Thiệt là khổ ghê. Thôi giờ đi vô xe, chắc nghĩ là không có lon đâu. Tại đây á, bên đây á, có mấy người đi rồi. Hồi nãy đâu trong xe đó là mình thấy có cái bà kia xách cái bịch đi vòng vòng rồi. Còn thêm có một ông đi xe đạp nữa. Làm sao tới khuyên mình muốn đi lượm lon á. Phải đi á, giờ này là mới có. Tại sao? Tại vì nguyên một ngày người ta bỏ vô đó. Còn sáng sớm mình đi á, không được cái gì cả. Chắc cái kiểu này về húp cháo quá, không biết có cháo mà húp không nữa. Ai dạy dạy. Thôi giờ đi ra xe cho chắc tăng, sợ chưa lấy được cái lon mà bị cô Vi tấn công rồi. Bây giờ đi ra xe nha các bạn. Trời ơi, cái thời buổi khó khăn này á, lượm ve chai cũng không được cái gì cả. Bo tài, trời nóng quá. Làm uổng hết cái bao tài mà không có đi lượm được cái chai nào cả. Tốn thêm nước rửa tay nữa chứ. Bó tay luôn các bạn ơi. Thật sự á, cái này nó càng ngày nó càng nhiễm cao quá rồi. Hết thuốc chữa, hết đường để nói. Kỳ rồi đó các bạn biết không, bị đóng mấy tháng trời, đâu có làm được cái gì đâu. Bây giờ đóng thêm nữa. Trước hết là nó đóng gì? Đóng sòng bài, đóng những cái chỗ mà tập thể thao, đóng những cái movie theater, đóng museum. Bây giờ đóng luôn tiệm tóc, đóng luôn tiệm nail. Lấy gì làm? Mà 600 đồng là cuối tháng này nó hết cho nữa rồi. Những cái này là ngồi ngáp rùi rồi. Thật sự chứ, cái tình trạng này mà kéo dài hoài đó, khổ lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, các bạn nhìn mặt em á, thấy em khổ không vậy? Chứ em thấy em khổ lắm rồi đó. Cô Vi là cô Vi, đi giùm cái đi cô Vi ơi. Khổ quá, lượm lon cũng không có cái chai nào cả. Giờ này đi trễ, mốt rút kinh nghiệm đi 3 giờ chiều. Mà nói chung á, các bạn biết không, cái nghề da chai này đó, ở đây rất là nhiều người làm. Ông bà già làm nè, mễ làm nè. Chỉ có em á là trẻ măng ngà mà em đi lụm ra chai đó, em là đặc biệt một chút. Cả thế giới bây giờ đó các bạn biết không, để em coi coi. Lâu quá rồi em chưa có cho báo thông tin cho các bạn biết về cả thế giới. Thì hiện tại, trà ơi, hiện tại bây giờ đó các bạn biết không, trên 13 triệu người đã bị nhiễm. Nói mà muốn ho luôn. Trên 13 triệu người rồi đó các bạn. Và có khoảng 580.000 người đã bị chết. Ghê quá. Và cái số lượng á mà recovery đó là được 7.8 triệu, là coi như là còn khoảng 5 triệu đó. Bó tài luôn, thật sự ghê gớm quá. Cả nước Mỹ luôn có 3.544.000 người đã bị nhiễm đó các bạn ơi, cao quá.
Còn cái ngưỡng người chết á có khoảng 139.000. Bây giờ em nhìn cái con số này em nhức đầu đến nỗi mà em không muốn đọc luôn á. Quại thiệt. Hiện tại bây giờ đó, ở vùng Los Angeles đó các bạn, có khoảng 140.000 người đã bị nhiễm. Các bạn biết hôm ngày hôm nay không đó, là nước Mỹ nha, có trên 65.000 người đã bị nhiễm. Ngày hôm nay thôi đó. Kinh khủng quá. Cái này đói chết rồi các bạn ơi. Còn Riverside đó, có khoảng 27.000 người đã bị nhiễm. Còn thằng vùng Orange đó, là có khoảng 26.000 người đã bị nhiễm rồi. Còn thằng San Diego có 20.000. Cái này làm sao đây? Thiệt là tình. Trời đất ơi, COVID ơi là COVID. Ê, COVID buồn ngủ à. Chắc về ngủ cho rồi. Lụm lon gì nữa. Thấy quái ghê. Lụm lon á. Còn mấy người giành giật tới đó đó là người ta cũng thay rác rồi. Đâu có cơ hội đâu mà lấy cái mớ đâu các bạn. Các bạn thấy rồi đó. Hôm nay không biết về nhà ăn gì đây. Không lấy được cái chai nào hết. Thật sự luôn á nha. Nguy hiểm quá. Nếu như mà tuần sau đó ông Trump mà ông thông qua ông ký đó, thì có thể đâu là đầu tháng 8 mình sẽ nhận được. Với mình nhận lần này nó cho lần cuối rồi. Vậy tiền đâu sống. Lụm lon cũng bị cạnh tranh. Tiệm nail cũng đóng, tiệm tóc cũng đóng, cà phê cũng đóng. Bây giờ còn làm gì nữa ta? Nhưng mà dân ở đây các bạn biết không? Họ không nghe lời, họ vẫn đi ra ngoài công viên kìa. Không đeo khẩu trang luôn. Bởi vì Cali nó vượt mau lắm. Lúc trước đó, thằng New York là vượt xa Cali nhiều lắm. Mà bây giờ các bạn biết không? Còn mấy chục ngàn người nữa thôi là đã vượt qua thằng New York rồi. Chứng tỏ Cali mình lên quá cao. Thật là lợi hại quá. Lợi hại, lợi hại. Chán nản không các bạn? Thật sự chứ. Bạn em cũng bị nhiễm mà. Nhà nó gần đây nè, sát bên, gần xịt. Đi về hướng này là tới cách đây chừng 3 phút thôi là cái cô bạn đó mới bị nhiễm đó. Giờ không biết làm sao luôn. Nói tới nhiễm á, các bạn nhớ không? Có một người bình luận vô chù ẻo cho gia đình em bị nhiễm COVID đó. Các bạn thấy ghê chưa? Người ta ghét em đến nỗi như vậy đó. Không biết em có đụng chạm gì, có mục nhọt của người ta không? Người ta ghét đến nỗi như vậy đó các bạn ơi. Buồn lắm. Người ta chù gì chù. Đi chù có mấy đứa con nít là không nên. Thấy không? Chù em chết không sao. Mà chù hai đứa con em chết là tội nó. Không biết ai mà ác ôn dễ sợ. Người gì đâu mà không có lương tâm. Ác tàn canh. Đi chù quẻo con nít. Bởi vậy mấy cái bọn mà tiểu nhân á các bạn biết không? Không nói, không chù quẻo bên Việt Nam sao được. Cả em còn bị chù quẻo nữa đây. Nói chi gì họ. Không biết sao ghét em dữ vậy. Mà cũng may đó. Đây không có làm gì bậy đó. Mà còn bị người ta ghét á. Giờ làm sao đây? Lụm lon không có. Không lẽ bây giờ mình đổ cái chai nước này ra, cái mình về mình nói là hôm nay lụm được 2 chai. 1, 2. Có 3 chai. Quyết định gì đi. Mình nói mình đi ra công viên á, lụm được có 3 chai về thôi để báo cáo. Chứng tỏ mình có đi lụm. Cũng được ha. Thôi quyết định gì đi. Rồi các bạn cứ vui vẻ nha. Bây giờ em đi về. Em mệt quá rồi. Đi lụm lon mà không có bị người ta giành hết rồi. Thì bây giờ đành phải về thôi. Cái ca nhiễm này thật sự nó ghê quá. Mấy cái COVID này nó âm thầm lắm. Còn cô hồn á thì mình có thể mình nhìn mình thấy được. Còn COVID là đâu có thấy được. Mệt tới nỗi mà ho luôn đó nha các bạn. Nản lòng quá. Giờ không biết làm gì đây. Không biết làm gì sống nữa. Cái nghề lụm chai này chắc có một câu bộ không xong rồi.
Thôi em đi về đây, em xin chấm dứt cái video tại đây. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và ai mình lụm ra da chai ở Mỹ đó, cái nghề da chai ở Mỹ là giống như hồi nãy em quay đó, là mình đi tới những cái thùng rác đó đó, thì họ sẽ bỏ trong đó, thì mình có thể lấy lên. Nếu như mình muốn an toàn vệ sinh cho mình á, thì nó có ngoài chợ nó có bán một cái cây, cái cây để mình kẹp, rồi kẹp cái lon rồi đó. Mà bây giờ đừng có đi lụm da chai, đừng đi giờ này nha, đi giờ này giống em là thất bại rồi đó. Thường thường mình đi á, là đi phải đi buổi trưa ha, sau giờ ăn trưa đó thì nó khỏe hơn. Mà là có một cái nó hại là nó nắng quá, cho nên mình cũng là phải nói là cũng hên xui. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Và nhớ đăng ký, bình luận, nhớ bấm like giùm em nha. Nếu như thương em, ủng hộ em thì bấm cho, tặng cho em một cái like để cho em biết các bạn thích cái video của em nha. Em cảm ơn nhiều lắm. Em buồn ngủ quá rồi, bây giờ em về em ngủ, ngày mai em phải dậy sớm. Thôi bye bye.